tôi về Kiến Thụy sau nhiều năm xa. Bao ngày bôn ba từng đêm mong nhớ, núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng. Dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông đã như mẹ, ôm con vào lòng từ thuở con thơ. Cánh đồng mùa vàng vẫn về trong mơ, bóng mẹ cong lưng vai gầy ướt áo. Nhớ tiếng diều ví vu đêm nào trăng hội, vẫn vương trong lòng không thể nào quên. Đi xa chăm lo chiều nhà mạc vàng xanh tân phong anh dũng về cha phương anh hùng quê hương tôi mùa xuân đang đổi mới về Kiến Thụy hôm nay những tâm hồn phơi phới. Gom sức rừng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về. Chiều nhà mạc vàng xanh tân phong anh dũng về cha phương anh hùng quê hương tôi mùa xuân đang đổi mới về Kiến Thụy hôm nay những tâm hồn phơi phới. Gom sức rừng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về. Quê hương yêu dấu Kiến Thụy của về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi
về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Và nhân dịp hôm nay, tôi cũng xin gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí hội nghị một bài thơ của những người lính năm tháng gắn kết với dân tộc Lào và những đêm ca hát của người lính bộ đội Cụ Hồ đã để lại ấn tượng sâu sắc thành những lời thơ áng văn để gửi tới lưu niệm lại hôm nay. Đầu của bài thơ là đêm năm vông ở Lạc Sao. Em nhún nhảy những ngọn đèn nhún nhảy, lời bài ca tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy chân mình rung rung theo nhịp ấy. Cả hội trường bia rượu vẫn tràn ly. Người bạn nào bảo rằng đó là điệu năm vông, ngày hội buôn quê anh là thế, trốn rừng núi muôn đời quạnh quẽ, nhịp năm vông sao động cả tâm hồn. Cô gái nào non tựa bút nay ơn, chắp hai tay nhìn tôi như vái. Tôi bỡ ngỡ, bạn tôi cười hờn dỗi, kìa nọ mời anh ra nhảy đi thôi. Nọ ơ mà cô gái Lạc Sao ơi, em cứ nhảy cho tôi ngồi ngắm, mai xa rồi đừng thêm chi bình tĩnh, và bên em hình như đã có người. Những bắp chân trần nằm rối mắt mất thôi, tôi lạc giữa niềm đam mê kỳ lạ. Tà váy ngắn áo căng tràn ngược thở, đêm năm vông tôi chợt nhớ quê nhà. Em gái quê giờ chẳng biết hát dân ca, không phân biệt điệu phường cày phường vải, đêm lễ hội cũng tròn mông nhún nhảy. Những toàn rốc rách nam ba đa, cha mẹ ngày xưa reo câu hò đưa, thả tình tìm nhau trên ngàn sông ngàn phố, giờ thắp đuốc cũng không tìm thấy nữa, nơi mẹ già nuối một thuở xăm xa. Ước được đưa em về trên sóng nước sông La, áp tai mạn thuyền tìm lời ca thuở trước. Em gái nào ơi điệu còn nhớ được, điệu năm vông quyến rũ giữa đêm rừng. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể hội nghị chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Thank you.
Xin mời các vị đại biểu và các đồng chí an tọa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, trong không khí tưng bừng của ngày đầu xuân năm mới Quý Mão, với niềm tự hào phấn khởi trước những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt của đất nước, của thành phố Hải Phòng chúng ta hôm nay, được sự đồng ý của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy và Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, chúng ta vui mừng hội tụ gặp mặt tại đây để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, địa phương ta đổi mới và mừng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào không ngừng phát triển, đồng thời tổng kết hoạt động của chi hội năm 2021-2022, đề ra phương hướng hoạt động năm 2023, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên đối với sự phát triển của đất nước, địa phương và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu. Về đại biểu thành phố, ông Đỗ Quang Minh, Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam Lào kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Hội Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Đào Hồng Phúc, Trưởng Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào của thành phố Hải Phòng và các đồng chí cùng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã Đại Hợp, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Xuân Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Hoàng Văn Mạnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Viên Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cùng các ông bà trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp đã về dự. Về đại biểu chi hội bạn trong thành phố, đoàn đại biểu chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Kiến An do ông Nguyễn Đức Hữu, chi hội trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Lê Chân do ông Bùi Thanh Sơn, chi hội trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chi hội hữu nghị Việt Nam Lào quận Đồ Sơn do ông Nguyễn Văn Cốn, chi hội trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện An Lão do ông Phạm Tuấn Trọng, chi hội phó làm trưởng đoàn. Về dự gặp mặt hôm nay, chúng ta có gần 100 hội viên của 10 đầu mối các xã phường trong huyện Kiến Thụy, Đồ Sơn và quận Dương Kinh đã về dự, và đặc biệt có hai cháu là con của đồng chí liệt sĩ Hoàng Xuân Hiền, xã Hưng Đạo cùng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, trong ngày gặp mặt hôm nay, chúng ta rất vinh dự được các đồng chí lãnh đạo cấp trên và đơn vị bạn đến dự chung vui và có nắng hoa tươi thắm chúc mừng hội nghị. Do điều kiện của thời gian nên chúng tôi xin giới thiệu là đại diện cho một số đơn vị tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Sơn lên nhận hoa. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Hợp, thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp đến tặng hoa. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức cá nhân đã có lãng hoa và quà chúc mừng hội nghị, đề nghị hội nghị nổ một tràng pháo tay để chào mừng và cảm ơn quý vị đại biểu đã về dự. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Lương Minh, chi hội phó thường trực lên báo cáo tổng kết năm 2021-2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị,
trong không khí tưng bừng của ngày đầu xuân năm mới 2023, trước sự phát triển vượt bậc của đất nước, thành phố và địa phương, đặc biệt sau thành công rực rỡ của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào phát động vào năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và mừng cho mối quan hệ Việt Nam Lào không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái. Đồng thời, tổng kết hoạt động của chi hội trong 2 năm 2021-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với sự phát triển của đất nước, địa phương và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam Lào. Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban chấp hành chi hội, xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, hội viên luôn vui, khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau đây, thay mặt Ban chấp hành chi hội, tôi xin thông qua báo cáo kết quả hoạt động của chi hội trong 2 năm 2021-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Phần 1, kết quả hoạt động năm 2021-2022. Một là hoạt động thông tin tuyên truyền đoàn kết hữu nghị đối ngoại nhân dân. Chi hội thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, các quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố cho cán bộ, hội viên về công tác đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào phát động nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Ban chấp hành chi hội đã chủ động triển khai tuyên truyền cho các bộ và hội viên bằng nhiều hình thức như xem truyền hình, truy cập cổng thông tin điện tử của các cấp hội, đọc báo mạng, trao đổi trực tiếp mỗi khi gặp gỡ giao lưu, v.v. Qua đó, hầu hết cán bộ hội viên đã nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của đợt phát động này là nhằm khẳng định quyết tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Hiểu rõ hơn về mối quan hệ Việt Nam Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Hưởng ứng cuộc thi kỷ vật kể chuyện trong khuôn khổ các hoạt động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam do Trung hội Hữu nghị Việt Nam Lào phát động năm 2022, chi hội đã vận động sưu tầm được một số tấm ảnh hiện vật xưa cũ, nhỏ bé nhưng chứa đựng những giá trị vô giá về tình cảm và lịch sử quan hệ giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam và Lào. Hàng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố đã tổ chức Tết Lào và Tết Nguyên đán của Việt Nam cho các cháu sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Chi hội đều cử người đến tặng quà và động viên các cháu. Chi hội hai lần tổ chức gặp mặt mừng Đảng mừng xuân, mời các cháu sinh viên Lào đến dự múa hát giao lưu. Qua đó giúp các cháu sinh viên Lào hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Đội văn nghệ của chi hội đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức. Các tiết mục văn nghệ của chi hội tập trung ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt Nam Lào. Qua đó góp phần vào công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố nói chung và chi hội nói riêng được Liên hiệp các địa phương và các đơn vị đánh giá cao. 2. Công tác xây dựng tổ chức
phát triển hội viên mới và duy trì sinh hoạt. Giữa năm 2021, Ban chấp hành chi hội đã được kiện toàn. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Điền thôi giữ chức Phó Chủ tịch trưởng, thôi sinh hoạt vì lý do sức khỏe. Đồng chí Ngô Đăng Hải ở đoàn xá được bầu làm chi hội trưởng cơ sở đoàn xá. Tháng 3 năm 2023, Ban chấp hành tiếp tục được kiện toàn bầu bổ sung hai đồng chí Phó Chi hội trưởng là đồng chí Ngô Đăng Hải ở đoàn xá và đồng chí Nguyễn Văn Xuân ở Đông Phương. Đấy. Vì hiện nay là hai đồng chí này kiêm nhiệm luôn là chức chi hội trưởng cơ sở. Và trong ban chấp hành cũng có 3 đồng chí là chi hội phó, 10 đồng chí là chi hội trưởng cơ sở. Trong đó có 2 đồng chí kiêm nhiệm là phó chi hội trưởng, 1 đồng chí thủ quỹ, 1 đồng chí ủy viên kiểm tra, 1 đồng chí ủy viên là phụ trách thi đua khen thưởng, 2 đồng chí là đội trưởng và đội phó của đội văn nghệ chúng ta. Cũng trong thời điểm này, ban chấp hành chi hội đã rà soát và loại toàn bộ là hội viên và quyết định cho nghỉ sinh hoạt 13 đồng chí vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mà tập trung chủ yếu là vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua đó là tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ hội viên, nâng cao được chất lượng hiệu quả hoạt động của chi hội. Năm 2022, Thường trực Ban chấp hành chi hội đã xét duyệt hồ sơ và đề nghị kết nạp được 12 đồng chí vào hội, và ngày hôm nay chúng ta sẽ làm tổ chức kết nạp. Hiện nay con số của chi hội chúng ta là 112 đồng chí. Tiêu biểu trong việc phát triển hội viên mới là chi hội cơ sở Minh Tân và chi hội cơ sở của xã Đại Hợp. Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động và sinh hoạt của chi hội gặp nhiều khó khăn. Hiện nay các hoạt động và sinh hoạt đã từng bước đi vào lề lết. Năm 2022, có 8 trên 10 chi hội cơ sở đã tổ chức sơ kết và tổng kết cuối năm. Tiêu biểu là các chi hội cơ sở Minh Tân, Đại Hợp, Kiến Quốc, Đoàn Xá, Hợp Đức, Minh Đức, Đông Phương, Đội Văn Nghệ. Đặc biệt trong chi hội chúng ta có nhiều đồng chí tuy tuổi cao sức yếu trên 80-90 tuổi, nhưng tinh thần và khí thế và luôn tâm huyết tham gia nhiệt tình các hoạt động sinh hoạt của hội. Tiêu biểu là các bác là bác Nguyễn Đỗ Trung Tuyến ở Tân Trào, bác Ngô Đăng Nhập ở Đoàn Xá, bác Nguyễn Văn Viêm ở Đại Hợp, bác Phạm Dũng Quấn ở Ngũ Đoàn, bác Sơn ở Hoàng Nghĩa, bác Phạm Văn Vững ở Đông Phương, bác Phạm Văn Hưng ở Đại Hợp, bác Trần Văn Dụ Hoàng Nghĩa, bác Đỗ Duy An ở Minh Đức và bác Bùi Đi Đức Đó ở Hợp Đức, vân vân. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để biểu dương tinh thần của các bác. Vâng, xin cảm ơn. 3. Nó hoạt động tình nghĩa và tham gia các công việc của địa phương. Trong 2 năm qua, Ban chấp hành chi hội và các chi hội cơ sở đã thực hiện tương đối tốt các quy định về thăm hỏi, ốm đau, hoạn nạn, tang viếng hội viên và thân nhân của hội viên. Cụ thể, chi hội đã tổ chức tang viếng cho 8 hội viên và 10 thân nhân của hội viên. 100% các trường hợp ốm đau, hoạn nạn đều được Ban chấp hành chi hội và các chi hội cơ sở thăm hỏi chu đáo, tận tình, với tổng số tiền thăm viếng là 8.400.000 đồng. Một số chi hội cơ sở đã làm tốt và việc thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ. Tiêu biểu là chi hội xã Đại Hợp thì hàng năm cứ khoảng mùng 4 Tết thì đều tổ chức đến thăm gia đình liệt sĩ của ông Hoàng Xuân Hiển đấy. Thì các hoạt động này thì được nhân dân địa phương và gia đình ghi nhận. Mà ông Hoàng Xuân Hiển là thương binh, là nguyên là chính trị viên tiểu đoàn ở sư đoàn 32, là chiến đấu ở và hy sinh ở mặt trận nào, mặt trận nào, thời chống Mỹ. Trong 2 năm, đại đa số hội viên đã tích cực tham gia hưởng ứng các cái ủng hộ cái quỹ đền nước đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt và ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận. 4 là công tác thi đua khen thưởng, được sự chỉ đạo định hướng giúp đỡ tận tình sâu sát của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của huyện Kiến Thụy, sở ngoại vụ,
Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố bằng sự nhiệt tình, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cán bộ hội viên, sự nhạy bén trong chỉ đạo nắm bắt tình hình của ban chấp hành chi hội. Hai năm qua, chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, đoàn kết hữu nghị đối ngoại nhân dân, trong củng cố kiện toàn tổ chức phát triển hội viên, trong hoạt động tình nghĩa và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương, v.v. Sự cố gắng đó đã được các cấp hội và lãnh đạo địa phương ghi nhận. Cụ thể, năm 2022, chi hội có 2 đơn vị và 2 cá nhân được liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tặng giấy khen. Hai đơn vị đó là chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Cư Thị mà chi hội chúng ta đây, và cái chi hội cơ sở Minh Tân. Đấy là hai cái chi hội được liên hiệp thành phố tặng giấy khen. Hai cá nhân được liên hiệp tặng giấy khen là ông Đào Văn Thuyến, chi hội cơ sở Kiến Quốc, và ông Đỗ Hữu Quyết, chi hội cơ sở Minh Tân. Và cũng trong năm 2021 này thì chi hội có 5 cá nhân được Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố tặng giấy khen là ông Ngô Đăng Hải Đoàn Xá, ông Hoàng Xuân Đoàn, chi hội cơ sở Đức, ông Nguyễn Văn Xuân ở Đức Phương, ông Nguyễn Văn Nghĩa ở Minh Tân, ông Lê Mạnh Hùng ở Minh Tân và ông Hoàng Tiến An ở Đội Văn Nghệ. Năm 2022, chi hội có 2 đơn vị và 7 cá nhân được liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố tặng giấy khen. Cụ thể, 2 đơn vị được liên hiệp tặng giấy khen là vẫn là hai cái chi hội của chúng ta và cái chi hội cơ sở Minh Tân. Hai cá nhân được liên hiệp tặng giấy khen là ông Trần Văn Dụng ở Hoàng Nghĩa và ông Hoàng Ngọc Tân ở Minh Tân. 5 cá nhân được Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố tặng giấy khen là các ông Bùi Quang Bắc ở chi hội Minh Tân, ông Nguyễn Kim Trắng ở chi hội Minh Tân, ông Bùi Đức Đó ở Minh Đức, ông Đỗ Duy An ở Minh Đức và bà Đinh Thị Thanh Lượng ở Đội Văn Nghệ. Năm 2022 thì chi hội chúng ta có 5 cá nhân được là chi hội huyện Kiến Thụy đấy biểu dương kèm theo phần thưởng là 100.000 đồng một người, là các ông Phạm Quang Ánh ở Đại Hợp, ông Đỗ Hữu Quyết ở Minh Đức, ông Nguyễn Văn Xuân ở Đông Phương, ông Nguyễn Sĩ Thảo Kiến Quốc và ông Hoàng Tiến Đăng ở Đội Văn Nghệ. Với kết quả trên, tôi đề nghị cho một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn các. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, 2 năm qua chi hội còn một số hạn chế, khuyết điểm sau đây. Một là việc quản lý hội viên của ban chấp hành và một số chi hội cơ sở chưa được chặt chẽ, để xảy ra tình trạng tự ý bỏ sinh hoạt như chi hội cơ sở ở Thanh Sơn. Hai là việc đóng hội phí của một số chi hội cơ sở còn chậm trễ và chưa đầy đủ theo đúng quy định. Ba là các hoạt động của chi hội chưa thật sự phong phú, đa dạng. Ban chấp hành chi hội có thời điểm chưa thực sự nhạy bén trong nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, các quy định chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác đối ngoại nhân dân. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, chúng tôi vạch ra 5 cái phương hướng sau đây. Một là tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về mối quan hệ vĩ đại đặc biệt Việt Nam Lào trong cán bộ hội viên và nhân dân địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hải Phòng chúng ta với 2 tỉnh Viêng Chăn và Ô Đốc Xay của Lào. Hai là tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, thường xuyên quan tâm giúp đỡ động viên các cháu sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố, tổ chức cho cán bộ hội viên thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào, mùng tháng 10 năm 49 và tháng 10 năm 2023. 4 là tiếp tục làm tốt công tác, làm tốt các hoạt động tình nghĩa theo quy chế, tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. 5 thường xuyên rà soát kiện toàn công tác tổ chức và phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia công tác hội. Đấy là 5 cái phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị,
Trên đây là kết quả hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào trong 2 năm 2021 và 2022. Các cái hoạt động này và phương hướng thì có thể là chưa, chúng tôi đánh giá là chưa, có thể là chưa đầy đủ. Rất mong các đồng chí lãnh đạo của huyện Kiến Thụy, lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, rồi là các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ hội viên cho ý kiến chỉ đạo và đóng góp để năm 2023 là các hoạt động của chi hội chúng ta là đi đúng hướng và hiệu quả hơn. Cuối cùng, thay mặt ban chấp hành chi hội, một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ hội viên luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị biểu, kính thưa toàn thể quý vị, để làm sáng tỏ cho cái bản báo cáo này thì sau đây là cái phần tham luận của cán bộ hội viên của chi hội chúng ta. Trước tiên tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Đăng Hải là chi hội phó và cũng là chi hội trưởng cơ sở của xã Đoàn Xá lên phát biểu tham luận. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân mới và buổi gặp mặt hôm nay, lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để làm rõ thêm các hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy trong năm vừa qua và kiến nghị những việc cần tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm tới để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Trước hết, tôi nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy trong 2 năm qua và phương hướng hoạt động của chi hội trong năm tiếp theo mà ông Phạm Lương Minh thay mặt cho ban liên lạc của hội đã trình bày. Mặc dù trong thời gian đại dịch Covid-19, nhưng hoạt động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hoạt động chống dịch và tình kinh tế chính trị xã hội quốc tế cũng như trong nước và địa phương luôn được các đồng chí lãnh đạo và ban chấp hành chi hội kết nối trao đổi kịp thời, tuyên truyền vận động các hội viên tham gia vào các đội tổ chốt chống dịch, làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, vận động cùng bà con nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Sau đại dịch, mọi hoạt động trở lại bình thường, công tác tổ chức hoạt động của chi hội được đồng chí chi hội trưởng và thường trực chi hội tổ chức duy trì hoạt động hàng quý đều đặn, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ của chi hội được đẩy mạnh. Đội văn nghệ của chi hội được nhiều các tổ chức hội mời phục vụ các sự kiện, giao lưu, kết nối, tuyên truyền, mang lại hiệu quả thiết thực. Vận động kết nối phát triển hội viên của hội có chất lượng, được lan tỏa, có nhiều các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu công tác tại chiến trường Lào đến tìm hiểu, tình nguyện tham gia vào sinh hoạt với hội. Hoạt động tình nghĩa của chi hội và các phân hội có chiều sâu, được lan tỏa, thể hiện những việc thăm hỏi ốm đau, tang viếng đồng đội và tứ thân phụ mẫu của anh em đồng đội khi từ trần. Chi hội tổ chức lễ tang chú đáo, trang trọng, anh em nhiệt tình tham gia đông đủ. Đây là điểm nhấn để nhân lên tình cảm quý trọng yêu mến hội. Hiệu quả hoạt động phong trào thi đua của hội có nề nếp, được các đồng chí lãnh đạo chi hội chỉ đạo sâu sát, đánh giá đúng thực trạng kết quả của phong trào ngoại giao nhân dân, nắm chắc tình hình địa phương, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội và an ninh chính trị trên từng địa bàn cơ sở của các phân hội, động viên kịp thời, biểu dương khen thưởng đúng người, đúng việc. Vì vậy, phong trào thi đua hoạt động thực chất đã đi vào chiều sâu lan tỏa. Về yếu điểm chí cốt hiện nay là năng lực của cán bộ ở mức độ, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình của một số các đồng chí còn hạn chế. Vì vậy, kết quả hoạt động của chúng ta chưa đạt được như mong muốn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, nhằm tổ chức tiến hành các hoạt động của hội ngày càng có hiệu quả cao hơn, qua hội nghị này, tôi xin kiến nghị với Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố và các đồng chí cán bộ cơ sở cùng các hội viên của chi hội ta như sau. Đề nghị hội thành lập trang web điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố để hội viên cập nhật kịp thời mọi thông tin của Đảng, Nhà nước về hoạt động hữu nghị Việt Nam Lào, chỉ đạo của thành hội
và thông tin hai chiều về kết nối, trao đổi kinh nghiệm hoạt động từ các chi hội ở cơ sở. Hai là hàng năm hội có thể tổ chức cho cán bộ hội viên được thăm lại chiến trường xưa để tăng cường hiểu biết thực tế thông qua ngoại giao nhân dân hai nước, tăng cường thân tình đoàn kết giữa các tỉnh của Việt Nam kết nghĩa với các tỉnh của Lào và sâu sắc thêm tình cảm đặc biệt hữu nghị Việt Nam Lào. Ba là đề nghị cán bộ chi hội và phân hội cơ sở cũng như các đồng chí đã là hội viên của hội phải tự trang bị cho mình có nhận thức đúng và đầy đủ về hội hữu nghị Việt Nam Lào, về các hoạt động của hội, đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, nêu cao trách nhiệm và lòng nhiệt tình, tăng cường kết nối những người đã tham gia quân tình nguyện, tham gia chiến đấu và công tác chuyên gia quân sự tại Lào để họ hiểu và tự nguyện tham gia phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua thực tế, những năm qua chúng tôi thấy còn nhiều các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, là những đồng chí đã tham gia chuyên gia quân sự Lào khi về nghỉ đời thường, nhưng nhận thức, hiểu biết về hoạt động của hội của chúng ta cũng còn nhiều đồng chí ở mức độ. Do vậy, lên từ những cái nhận thức chưa đầy đủ đó, lên cái tinh thần tham gia với hội và trách nhiệm để gắn kết, để xây dựng tình hữu nghị Việt Nam nào là còn ở mức độ. Bởi vậy, chúng tôi đã phát hiện thấy vấn đề này thông qua cái việc chúng ta kết nạp ngày hôm nay. Thì chúng tôi thấy rằng là đề nghị với các chi hội và đặc biệt là các đồng chí đã là những người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia ở chiến trường nào, thì đề nghị các đồng chí chúng ta kết nối, tuyên truyền, vận động để tăng cường xây dựng cái đội ngũ của chúng ta ngày càng vững mạnh. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa hội nghị, do điều kiện thời gian của hội nghị, phần tham luận xin tạm dừng tại đây. Các ý kiến đã đăng ký phát biểu chưa được tham luận, chúng tôi xin đề nghị gửi văn bản với ban tổ chức để ban tổ chức tổng hợp bổ sung vào đánh giá tổng kết và phương hướng hoạt động của chi hội năm 2023. Tiếp theo chương trình, hội nghị chúng ta thực hiện tổ chức việc kết nạp hội viên mới. Thừa ủy quyền của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, tôi xin đọc quyết định kết nạp hội viên mới. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào số 12 QĐ-VL Hải Phòng ngày 22 tháng 12 năm 2022 quyết định về việc kết nạp hội viên mới Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ quyết định số 802 QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng xét đề nghị tại công văn số 67 CV-VLKT-2022 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy về việc đề nghị công nhận hội viên mới, kèm theo danh sách đề nghị kết nạp hội viên mới gồm 12 đồng chí. Quyết định điều 1, công nhận các ông bà có tên trong danh sách tại công văn số 67 CV-VL-KT-2022 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng gồm 1. Ông Nguyễn Hữu Dũng, trú quán tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 2. Ông Vũ Trọng Thảo, trú quán tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 3. Ông Nguyễn Thành Khẩn, trú quán tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 4. Ông Nguyễn Hữu Nghị, trú quán tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 5. Ông Đoàn Xuân Cát, trú quán tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 6. Ông Tạ Duy Miểu, trú quán tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 7. Ông Hoàng Văn Thơ, trú quán tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 8. Ông Phạm Văn Nhuận, trú quán tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 9. Bà Vũ Thị Quang, trú quán tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 10. Bà Trần Thị Diệu, trú quán tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 11. Ông Nguyễn Văn Trá,
trú quán tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 12. Ông Nguyễn Văn Thông, trú quán tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Điều 2. Các ông bà thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, chi hội trưởng chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy và các ông bà có tên trên tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành, thay mặt ban chấp hành ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Hoàng Xuân Sơn đã ký. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt. Tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Sơn, phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam thành phố, lên sân khấu để trao quyết định và gắn hiệu cho các hội viên mới. Xin kính mời các đồng chí có tên trên, 12 đồng chí được kết nạp hôm nay, lên sân khấu để nhận quyết định và gắn huy hiệu của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Xin mời ông Hoàng Xuân Sơn, phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, trao quyết định và gắn huy hiệu. Kính thưa hội nghị, trong hai năm 2021 và 2022, chi hội chúng ta có 4 lượt tập thể và 20 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều hoạt động thiết thực trong việc xây dựng, củng cố chi hội và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt vĩ đại Việt Nam Lào và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của hội. Thừa ủy quyền của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng và Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, tôi xin đọc các quyết định khen thưởng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, số 17 QĐ LH Hải Phòng ngày 30 tháng 12 năm 2021, quyết định về việc tặng giấy khen Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, căn cứ điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng được phê duyệt tại quyết định số 939 QĐ CT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố khóa 5 nhiệm kỳ 2018-2023. Xét đề nghị của Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tại tờ trình số 26 TT VPLH ngày 28 tháng 12 năm 2021, quyết định điều 1, tặng giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng cho hai tập thể và hai cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng năm 2021. A. Tập thể 1. Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. 2. Phân hội xã Minh Tân thuộc Chi hội Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy,
Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. B. Cá nhân: một ông Đào Văn Thuyến, phân Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, xã Kiến Quốc, chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. Hai ông Đỗ Hữu Quyết, phân Đội Hữu nghị Việt Nam Lào, xã Minh Tân, thuộc chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. Điều 2. Các ông bà Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Chủ tịch các tổ chức thành viên, các hội, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay mặt Ban chấp hành Chủ tịch đã ký, Đỗ Mạnh Hiến. Quyết định thứ 2. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị số 19 QĐ-LH Hải Phòng ngày 30 tháng 12 năm 2022 quyết định về việc tặng giấy khen Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng căn cứ điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng được phê duyệt tại quyết định số 939 QĐ-CT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2023, xét đề nghị của Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tại tờ trình số 26TT-VP-LH ngày 29 tháng 12 năm 2022, quyết định điều 1 tặng giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng cho hai tập thể và hai cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng năm 2022. A. Về tập thể: một, chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. Hai, phân Hội xã Minh Tân thuộc chi Hội Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. B. Cá nhân: một ông Trần Văn Dụ, phân Hội Hữu nghị Việt Nam Lào Hoàng Nghĩa Hợp Đức, chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. Hai ông Hoàng Ngọc Tân, phân Hội Hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân thuộc chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, thành phố Hải Phòng. Điều 2. Các ông bà Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Chủ tịch các tổ chức thành viên, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay mặt Ban chấp hành Chủ tịch đã ký, Đỗ Mạnh Hiến. Tôi xin trân trọng kính mời các ông bà có tên trên lên sân khấu để nhận thưởng. Chúng ta sẽ chia làm là hai đợt để nhận thưởng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Quang Minh, Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam Lào kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra lên để thay mặt cho Hội Liên hiệp trao thưởng. Các tập thể cá nhân được tặng thưởng năm 2021, một là chi Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, huyện Kiến Thụy, xin mời ông Phạm Lương Minh. Hai là phân Hội xã Minh Tân thuộc huyện Kiến Thụy. Về cá nhân, ông Đào Mạnh Thuyến, phân Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, xã Kiến Quốc. Hai là ông Đỗ Hữu Quyết, phân Hội Việt Nam Lào thuộc phân Hội Minh Tân. Đề nghị là hai tập thể và hai cá nhân được khen thưởng năm 2021 nên nhận thưởng. Tôi xin đọc quyết định của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào số 16 QĐ HVL
Hải Phòng ngày 12 tháng 1 năm 2022 quyết định về việc tặng giấy khen Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. Căn cứ vào điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, xét đề nghị của các tổ chức hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng về việc khen thưởng năm 2021 và các báo cáo thành tích khen thưởng của các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của hội trong năm 2021. Theo đề nghị của Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, quyết định điều 1, tặng giấy khen của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng cho 5 cá nhân thuộc các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. 1. Ông Ngô Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 2. Ông Hoàng Xuân Đoàn, Hội viên Phân hội Văn nghệ Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 3. Ông Nguyễn Văn Xuân, Chi hội Phó Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 4. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Hội viên Phân hội Hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. 5. Ông Lê Mạnh Hùng, Hội viên Phân hội Hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. 6. Ông Hoàng Tiến Đang, Hội viên Phân hội Văn nghệ Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy vì đã có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng hội, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của thành phố năm 2021. Điều 2, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, các ông bà thư ký hội, các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch đã ký Phạm Quốc Huynh. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Quyết định năm 2022. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào số 09 QĐ HVL Hải Phòng ngày 20 tháng 12 năm 2022 quyết định về việc tặng giấy khen Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng căn cứ vào điều lệ của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, xét đề nghị của các tổ chức hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng về việc khen thưởng năm 2022 và các báo cáo thành tích khen thưởng của các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của hội trong năm 2022. Theo đề nghị của Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, quyết định điều 1, tặng giấy khen của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng cho 5 cá nhân thuộc các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. 1. Ông Bùi Quang Bắc, Hội viên Phân hội Hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. 2. Ông Nguyễn Kim Tróng, Hội viên Phân hội Hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. 3. Ông Bùi Đức Đó, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 4. Ông Đỗ Duy An, Ủy viên Ban kiểm tra Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 5. Bà Đinh Thị Đường, Đội trưởng Đội văn nghệ, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy vì đã có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng hội, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của thành phố năm 2022. Điều 2, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, các ông bà thư ký hội, các cá nhân có tên trên trong danh sách tại điều 1 thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký Phạm Quốc Huynh. Tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng lên trao thưởng. Xin kính mời các cá nhân có tên sau lên nhận thưởng. Trước hết là cá nhân của năm 2021. 1. Ông Ngô Thanh Hải. 2. Ông Hoàng Xuân Đoàn. 3. Ông Nguyễn Văn Xuân. 4. Ông Nguyễn Văn Nghĩa. 5. Ông Lê Mạnh Hùng. 6. Ông Hoàng Tiến Đăng. Xin kính mời 6 thành viên chúng ta có thể trên lên nhận thưởng. Ông Nguyễn Kim Tróng, ông Bùi Đức Đó, ông Đỗ Duy An và bà Đinh Thị Đượng lên sân khấu để nhận thưởng.
mặt cho ban chấp hành hội, tôi xin đọc quy định: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, chi Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy số 02 QĐHVL Kiến Thụy ngày 2 tháng 3 năm 2023 quyết định về việc khen thưởng chi hội trưởng chi Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy căn cứ điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, xét đề nghị của các phân hội trực thuộc chi Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy về việc biểu dương khen thưởng năm 2022 cho các cá nhân có thành tích trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của chi hội năm 2022 theo đề nghị của thường trực thi đua chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. Quyết định điều 1, biểu dương và tặng thưởng của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy cho 5 cá nhân thuộc các phân hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. 1, ông Phạm Quang Ánh, hội viên phân hội hữu nghị Việt Nam Lào xã Đại Hợp. 2, ông Đỗ Hữu Quyết, hội viên phân hội hữu nghị Việt Nam Lào xã Minh Tân. 3, ông Nguyễn Văn Xuân, hội viên phân hội hữu nghị Việt Nam Lào xã Đông Phương. 4, ông Nguyễn Sĩ Thảo, hội viên phân hội hữu nghị Việt Nam Lào xã Kiến Quốc. 5, ông Hoàng Tiến Đa, hội viên phân hội Văn Nghệ. Vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hội, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân của hội năm 2022. Điều 2, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, các ông bà thường trực hội và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 thi hành quyết định này, chi hội trưởng đã ký, đồng vân vân, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin kính mời 5 ông có tên trên lên sân khấu để nhận thưởng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Lương Minh, Phó Chi hội trưởng thường trực, lên chào mừng. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong những năm qua, Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng, giúp đỡ về mọi mặt của các đồng chí lãnh đạo và cơ quan chuyên môn thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hội hữu nghị Việt Lào thành phố Hải Phòng. Sự có mặt của các đồng chí trong ngày gặp mặt hôm nay là nguồn động viên to lớn đối với chi hội chúng tôi. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào, thay mặt cho Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng nên phát biểu ý kiến với hội nghị. Xin kính mời ông. Trước hết, thay mặt cho Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố đến dự cái hội nghị gặp đảng mừng xuân và tổng kết năm 2022 của Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các cán bộ hội viên của Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong năm 2023. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng trong cái dịp đầu xuân, các đồng chí tổ chức cái hội nghị mừng đảng mừng xuân. Nhưng đây là cái truyền thống của chi hội chúng ta, hầu như năm nào cũng tổ chức cái hội nghị mừng đảng xuân và tổng kết năm. Và trong cái không khí hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng vì chi hội chúng ta trong 2 năm vừa qua cũng đã có nhiều cái thành tích và nhiều đồng chí được khen thưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố. Và đặc biệt, các đồng chí cũng đã làm cái công bố quyết định và công nhận hội viên mới của Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố 12 đồng chí. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái việc rất là đáng được ghi nhận và đây cũng là một cái truyền thống rất là tốt của Chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy. Hầu như công tác phát triển hội viên, củng cố tổ chức của chi hội chúng ta, các đồng chí làm rất là đều. Những năm trước đây, mỗi năm các đồng chí phát triển khoảng 4 năm đồng chí thôi, nhưng những năm gần đây thì có năm 10 cái phát triển 10 đồng chí, và năm nay 2023 thì các đồng chí cũng đã đề nghị hội công nhận cho 12 đồng chí là hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam Lào. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái lực lượng rất là đáng tin cậy và lực lượng nòng cốt cho các cái hoạt động của chúng ta sau này. Và hội cái số lượng các bác ở 12 hội viên thì cũng có nhiều đồng chí là tuổi cũng còn rất là khỏe mạnh, nhưng đặc biệt là
có những cái bác cũng đã hơi cao tuổi rồi, nhưng mà cái đấy nó có ý nghĩa rất tốt là ấy, những người cao tuổi như vậy các bác vẫn tham gia, vẫn mong muốn để tham gia nhiệt tình cái chi hội hữu nghị Việt Nam Lào của huyện và đóng góp cùng với lại hội hữu nghị Việt Lào để liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, thế rồi tất cả các cái tổ chức hội chi hội hữu nghị Việt Lào của các cái quận huyện là chúng ta làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, quan hệ với đất nước Lào như là chủ trương của Đảng, Nhà nước mình và các cái tỉnh thành phố và địa phương chúng ta, rồi các cái địa bàn quận huyện, xã phường đã làm trong nhiều năm, phải nói là cũng 30 năm rồi đấy. Hội Việt Lào mình chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, thì các bác theo cái bước chân này, theo cái truyền thống này các bác làm rất tốt, xin được ghi nhận và chúc mừng những thành công của các bác trong năm 2021, 2022, 2023. Thế còn là một số công việc nữa thì cũng đề nghị là các bác là tiếp tục là tìm những các đồng chí, phát hiện những đồng chí là chưa phải là hội viên, cũng nên cùng với các đồng chí lãnh đạo của chi hội mình là để phát triển hội viên, cái đội ngũ kế cận của chúng ta trong những cái thời gian tới đây, trong những năm tới đây. Cách thứ hai đó là ngoài những việc tham gia với địa phương thì các bác cũng đã làm được rất nhiều cái việc về đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân là chúng ta chăm sóc cái các cháu sinh viên Lào hiện đang học tập tại thành phố Hải Phòng, thì chúng ta cũng làm rất tốt. Thế còn là để kết thúc cái ý kiến phát biểu này thì chúng tôi cũng chỉ mong rằng các đồng chí tiếp tục hoạt động tốt này, có gắn bó sâu sắc với lại các đồng chí lãnh đạo của huyện, huyện nhà, rồi là các cái đồng chí lãnh đạo của các cái phường, xã. Thì đấy là những đồng cốt và chúng ta gắn bó để chúng ta cùng với địa phương thực hiện những cái hoạt động của chúng ta gắn với cái việc xây dựng quê hương đất nước cho tốt và giữ cái mối quan hệ cho nó lâu dài. Xin báo cáo đồng chí như vậy. Ý kiến xin báo cáo, đề nghị các đồng chí như vậy. Xin được cảm ơn thay mặt cho hội Việt Lào, cảm ơn đồng chí lãnh đạo của huyện, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo của các cái xã cũng đã gắn bó cùng với các hoạt động của các cái chi hội của xã nhà, tạo điều kiện cho các xã đã hoàn thành được nhiệm vụ. Và hôm nay có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo của xã Đại Hợp thì chúng tôi cũng thấy là rất là mừng. Tôi tin rằng là các đồng chí sẽ tạo nhiều điều kiện cho anh em hội viên trên địa bàn của mình hoạt động rất tốt, có thành công. Xin được cảm ơn các đồng chí, xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức và chi hội Việt Lào Kiến Thụy, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Xuân Sơn đã phát biểu chỉ đạo hội nghị và động viên phong trào của chi hội Kiến Thụy. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt tặng lại ông Sơn một tràng pháo tay. Kính thưa các quý vị đại biểu, hoạt động phong trào của chi hội Kiến Thụy luôn luôn được các đồng chí trong ban chấp hành thường trực hội là quan tâm sâu sát, chỉ đạo và tổ chức đánh giá đến tận từng thôn nội cơ sở. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, trong thời gian 1/2 ngày với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc tiến hành nhịp nhàng, trang trọng, đúng kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian đã đề ra. Buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, tổng kết hoạt động của chi hội năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023 của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy đã thể hiện những nét nổi bật trong việc hoạt động của hội hai năm qua 2021 và 2022, rút ra được những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, đề ra được chương trình và phương pháp tổ chức hoạt động của hội sát thực với năm 2023. Qua các ý kiến phát biểu của các vị đại diện cho Đảng, chính quyền địa phương và các ý kiến của các hội viên, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và chuyển thành những hành động thực tiễn để tổ chức các phong trào hoạt động có hiệu quả, thiết thực, xây dựng chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt là ý kiến phát biểu của ông Hoàng Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo sâu sát những hoạt động cụ thể để hội bám sát triển khai hoạt động trong năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu, buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023 của chi hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy hôm nay đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của các vị đại biểu, của các vị khách quý đại diện cho huyện ủy, ủy ban nhân dân liên hiệp, các hội hữu nghị thành phố Hải Phòng, hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng, sở ngoại vụ
đại biểu đại diện cho Hội Hữu nghị Việt Nam Lào các quận huyện, chi hội Việt Nam Lào xã Kiến Quốc và các đại biểu Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp và gia đình liệt sĩ Hoàng Xuân Hiển về dự khánh thành, về dự lễ hôm nay đã có hoa và quà chúc mừng, động viên và chia vui cùng Hội Hữu nghị Việt Nam Lào. Chi hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Hợp và cán bộ văn hóa xã Đại Hợp đã phục vụ giúp đỡ âm thanh loa máy, phục vụ hội trường khánh tiết lễ tân, giúp chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt thành công viên mãn. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức buổi gặp mặt cũng như việc đón tiếp của các vị đại biểu khách quý hôm nay không thể tránh khỏi thiếu sót, xin được các quý vị lượng thứ. Thay mặt cho Hội Hữu nghị Việt Nam Lào huyện Kiến Thụy, chúc tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà cửu long. Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các thành viên hội nghị luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.